Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 3 đã tác động lớn đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai năm 2024, trong đó có chỉ tiêu thu ngân sách. Theo số liệu từ Sở Tài chính, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến ngày 20 tháng 11 đạt 8.932 tỷ đồng, bằng gần 70% dự toán tỉnh giao. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh vẫn đặt mục tiêu sẽ cán đích số thu 12.800 tỷ đồng trong năm nay. Tính đến ngày 20 tháng 11, ngành thuế Lào Cai đã thực hiện số thu nội địa đạt 7.892 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Trong đó, các nguồn thu chính từ tiền sử dụng đất, thuế, phí đều tăng cao. Đặc biệt, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, vốn đóng góp lớn cho ngân sách, đang trên đà phục hồi sau thiên tai. Tại nhà máy tuyển đồng Tà Phời, đơn vị này đặt mục tiêu năm 2024 đóng góp cho ngân sách nhà nước 335 tỷ đồng. Con số này còn có thể cao hơn khi nguồn nguyên liệu đầu vào đang duy trì ổn định, giúp nhà máy duy trì 100% công suất. Tiếp tục duy trì cái sản xuất ổn định và đặc biệt là quan tâm đến vấn đề để bảo vệ môi trường, cải tiến về công tác quản khoán quản chi phí, tiếp tục cải tiến về công tác quản lý cơ điện, thiết bị máy móc, bảo dưỡng đại tu những cái thiết bị làm sao đảm bảo hoạt động, đảm bảo sản xuất ổn định và đạt năng suất thiết kế 100%. Còn ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, đến nay Cục Hải quan Lào Cai đã thực hiện số thu đạt trên 1.100 tỷ đồng, tăng 36,8%, vượt chỉ tiêu 5% so với dự toán trung ương giao. Tuy nhiên, con số này mới chỉ đạt gần một nửa so với dự toán tỉnh giao. Bởi vậy, để cán đích 2.300 tỷ đồng là nhiệm vụ hết sức khó khăn khi chỉ còn hơn một tháng nữa là hết năm. Thứ nhất là chúng ta phải tạo điều kiện cho hoạt động thương mại. Thứ hai là phải tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Thì cái hoạt động kim ngạch nó sẽ tăng và đương nhiên nó sẽ kéo theo cái thuế đó. Phối hợp với tổng cục, với bộ, với các cơ quan hữu quan để làm sao mà chúng ta để thu hồi nợ thuế được. Để về đích chỉ tiêu thu ngân sách 12.800 tỷ đồng năm 2024, nhiệm vụ của ngành tài chính là hết sức nặng nề. Hơn một tháng nữa, toàn ngành sẽ phải thu gần 4.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang quyết định chỉ đạo các ngành, địa phương tăng nguồn thu từ sử dụng đất thông qua bán đấu giá, thuê đất, chuyển nhượng với mục tiêu thu thêm gần 1.500 tỷ đồng từ lĩnh vực này. Đối với thu thuế phí, tập trung vào nhóm khai thác khoáng sản, thủy điện, dịch vụ ăn uống, thương mại điện tử. Tiếp tục phải tăng cường cái quản lý về doanh thu và cái cửa hàng ăn uống rồi tất cả các thứ. Và tất cả các doanh nghiệp mà nợ tiền khoáng sản phải quyết tâm. Thủy điện thì phải thực hiện nộp thuế hoặc đặt cái chi nhánh ở trên này. Thì thuế thu nhập doanh nghiệp người ta sẽ nộp ở trên địa bàn. Và càng ngày thì thuế thu nhập nó còn hơn cả những cái thuế kia, tại vì nó càng ngày nó càng lãi. Cùng với tăng cường thu nợ, Lào Cai sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ của chính phủ về thuế nhằm giúp người nộp thuế phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững. Đồng thời, dồn sức đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản để tạo thêm dư địa cho thu ngân sách.